bộ 3 phim Công viên Khủng long và tập phim Thế giới Khủng long năm 2015 từng khiến nhiều thế hệ khán giả phải hoảng sợ bởi những cái chết kinh hoàng do bọn khủng long gây ra cho con người. Chúng đến từ nhiều lý do khác nhau, kẻ ác chết chúng ta không thương tiếc, nhưng có những người lại hy sinh thân mình để cứu những người đồng đội và người thân thì vô cùng bi ai. Ngay bây giờ, các bạn hãy cùng với Top nghe nhìn điểm qua những phút giây hồi hộp và ám ảnh nhất của loạt phim Thế giới Khủng long nhé! Thứ 1. Bị nốt sống khi đang đi vệ sinh. Trong Công viên Khủng long sản xuất năm 1993, Donald Gennaro là gã luật sư bẩn thỉu được các nhà đầu tư của công viên Kỷ Jura thuê về nhằm đưa ra các số liệu thống kê sai lệch về tình hình du khách. Số phận của hắn khá hẩm hiu. Trong lúc đang đi vệ sinh, Donald Gennaro bị một con T-Rex ngoạm lên không trung. Hắn phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng khi cảm nhận chiếc lưng mình bị nát vụn trước khi bị xé xác thành từng mảnh. Thứ hai, bị ăn sống trong xe hơi. Dennis Nedry là lập trình viên của hệ thống máy tính điều khiển công viên Kỷ Jura. Xong, hắn còn là kẻ mang những món nợ lớn. Do đó, Dennis quyết định ăn cắp phôi thai khủng long để bán ra ngoài thị trường chợ đen. Khi hắn nỗ lực chạy trốn khỏi hòn đảo Isla Nubla với đám phôi thai, chiếc xe Jeep gặp trục trặc vì trời mưa lớn. Hậu quả là Dennis phải đối mặt với một con khủng long di lờ phố sầu Ross, sinh vật bắn chất độc vào mắt tên lập trình viên, khiến hắn phải trốn vào trong xe. Xong, nó cũng không để cho Dennis sống thêm được bao lâu. Thứ ba, bị hai mẹ con T-Rex chơi đùa và ăn thịt. Trong Công viên Khủng long sản xuất năm 1997, nhiều người nghĩ rằng các sinh vật còn nhỏ đều không quá nguy hiểm, dù đó có là loài khủng long bạo chúa đi chăng nữa. Chính vì suy nghĩ đó mà nhân vật Peter Ludlow, cháu trai của John Hammond, đã dại dột trêu đùa một con T-Rex con mà quên nhìn trước ngó sau. Hậu quả là mẹ của sinh vật bé bỏng ấy đã hất gã vào một góc, rồi dạy cho đứa con mình bài học săn mồi đầu tiên. Thứ 4. Bị đám khủng long nhỏ bé xé xác. Compsognathus là một trong những loài khủng long nhỏ bé nhất từng được phát hiện. Tuy nhiên, cứ thử tưởng tượng ra có cả trăm con khủng long nhỏ như gà Tây xông vào cùng lúc để róc thịt mình thì sẽ đau đớn đến nhường nào. Đó là số phận của Dieter Stark, một thành viên trong đoàn thám hiểm của tổ chức Ingen. Khi đang tìm chỗ đi vệ sinh ngoài trời, anh lọt vào tầm ngắm của một con Compsognathus. Nó lập tức bắn tín hiệu cho cả bầy kéo tới để xé xác người đàn ông tội nghiệp. Thứ 5. Bị hai con T-Rex xé làm đôi. SDK là chuyên gia thiết bị hiện trường do John Hammond thuê về cho đội thám hiểm của mình. Trong lúc cố gắng bảo vệ hai nhân vật Ian Malcolm và Sarah Harding đang chữa trị cho một bé T-Rex bị thương, anh bị cha mẹ của sinh vật phát hiện ra. Chúng lập tức tông mạnh vào chiếc xe, rồi lôi Eddie ra ngoài. Cả hai đã có màn phối hợp nhịp nhàng, tung hướng Eddie lên trên không trung, rồi cùng nhau xé đôi người Eddie.
thứ 6, bỏ mạng ngay trước thời khắc thoát hiểm, sau khi con người đưa hai mẹ con T-Rex từ hòn đảo Isla Sorna đến San Diego, khủng long mẹ chợt phát điên khi nhận ra con mình đã mất tích. Bất cứ ai trên đường phố đều có thể trở thành mục tiêu để sinh vật khổng lồ này trút giận. Một trong số đó là anh chàng đeo kính cận xấu số. Cậu vốn đang đi dạo phố thì bị con quái vật tấn công và mất mạng ngay khoảnh khắc chạm tay vào cánh cửa hiệu sách có thể ẩn nấp được. Thứ 7, mất mạng trên đường băng. Trong công viên khủng long sản xuất năm 2001, khi con trai của nhà Kirby mất tích trong công viên khủng long 3, một biệt đội được thuê để tìm kiếm cậu bé trên Isla Sorna. Khi nguy hiểm xảy ra, cả đội định tẩu thoát bằng máy bay và bỏ lại một thành viên của nhóm là Cooper. Anh bèn đứng ra giữa đường băng với hy vọng mong manh rằng những người còn lại sẽ kịp dừng lại. Tưởng như bị máy bay tông trúng, nhưng Cooper rốt cuộc bị một con Spinosaurus bất thình lình xông tới và ngoạm lấy. Thứ 8, trở thành bẫy của khủng long. Điều hành nhóm cứu hộ của nhà Kirby là Udskai, người đàn ông trung niên nhiệt thành và tốt bụng. Tuy nhiên, trong lúc đang di chuyển trong rừng, anh bị một con Velociraptor phát hiện và hạ gục bởi bộ vuốt sắc nhọn. Nhưng điều tồi tệ hơn là bầy Velociraptor sau đó không giết chết anh, mà biến Udskai thành một cái bẫy để dụ các thành viên còn lại vốn đang trốn trên cây leo xuống dưới. Khi mục đích bất thành, lũ khủng long bèn tức giận, bẻ cổ Udskai ngay lập tức. Thứ 9, bị tung hứng trên không rồi ngoạm chết trong công viên khủng long sản xuất năm 2015. Zara Young là cô trợ lý mẫn cán của Claire Deering và rất có trách nhiệm với công việc của mình. Dù cả hòn đảo Isla Nubla có trở nên hỗn loạn vì bọn khủng long, cô vẫn cố gắng đi tìm các cháu của sếp. Đáng buồn thay, cái kết mà Zara nhận được là bị bọn thằng lằn bay Pterodacta tung hứng nhiều lần trên không trung. Cô rơi xuống nước, vẫy vùng trong vô vọng, để rồi lại bị sinh vật có cánh tha lên cao. Xong, khi con Pterodacta còn chưa đi được bao xa, cả nó lẫn Zara xấu số bị con thủy quái khổng lồ Mosasaurus chồm lên từ dưới mặt nước và nuốt sống. Thứ 10, cuộc thảm sát của Indominus Rex. Indominus Rex là loài khủng long lai từ gen đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới khủng long. Nó sở hữu sức mạnh ngang ngửa T-Rex, nhưng nhanh nhẹn và thông minh hơn đồng loại rất nhiều. Chưa kể, Indominus Rex còn có bộ da có thể thay đổi màu sắc để ẩn nấp theo môi trường xung quanh. Một mình sinh vật đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhóm đặc nhiệm hơn 10 thành viên với đầy đủ vũ khí. Dĩ nhiên, nó không cho phép bất cứ ai còn toàn mạng. Trên đây là 10 cái chết khủng khiếp do bọn khủng long gây ra. Các bạn còn có ý gì thì hãy để lại những ý kiến cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!